Chào mừng các bạn đến với clip cận cảnh mạch cỏ của Ba Sơn, Thống Nhất, Bà Rịa Vũng Tàu và Quy Nhơn. Đầu tiên các bạn đang xem đó là mạch cỏ của Sơn Thống Nhất được trực tiếp ghi hình vào ngày 2 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Đấy, các bạn có thể thấy là Sơn Thống Nhất có mạch cỏ rất là bằng, nhưng mà không hiểu sao thì trên sân có nhiều cái đốm vàng xanh xen kẽ với nhau. Nó tạo cho chúng ta có cái cảm giác như cái mạch cỏ nó không có đẹp lắm. Đấy, các bạn có thể nhìn qua camera. Đó, đây là cái phần cận cảnh của mạch cỏ Sơn Thống Nhất. Các cái cỏ Sơn Thống Nhất là cỏ Bếp Buda, được nâng cấp vào năm 2019 từ một nhà thầu của Thái Lan, là cái mạch cỏ giống như cái cỏ sân vận động Quy Nhơn hiện nay. Nhưng mà thực tế vào ngày 2 tháng 4 thì Thọ có ghi lại đó là cái mạch cỏ nó có loang lổ và nó không có được xanh lắm. Tuy cái mạch sân thì rất là bằng, nhưng cái màu của cỏ thì không được đẹp. Đấy, các bạn có thể là xem tận mắt qua những hình ảnh mà Thọ ghi lại. Đây các bạn, giới thiệu với các bạn, đây là cái mạch cỏ Sion. Theo anh bên nhà thầu thi công thì mạch cỏ này có nguồn gốc nhập khẩu từ Mỹ, lấy giống tại Singapore. Đấy, Sion nha các bạn, anh nhà thầu nói đó. Đấy, rất đẹp, cỏ nó dày các bạn. Đó, bạn xem này. Sân nó cũng đang xuống các bạn, đang xuống cho nên thời gian nữa thì sẽ bù cát vào. Đẹp quá. Đang có thì cũng không được á, mà sao nó lồi lỗ này. Ok các bạn, sân thì cỏ thì rất là tốt, nhưng mà mình thấy nó đi nó không được bằng các bạn, nó có cái gì có cái mấp mô đấy. Bạn nhìn qua đó, lưới thì hai màu nha, màu xanh màu trắng, giống như các bạn nói trên mạng. Con như mình đúng không? Rồi con thì chuẩn sang Quy Nhơn luôn, một nhãn hiệu. Đấy, cỏ thì nó tốt nhưng mà nó lại không có được bằng. Ok các bạn, đây là mạch cỏ của Sơn Quy Nhơn được ghi hình sáng nay, tức là ngày 6 tháng 4. Thì các bạn có thể thấy qua tận mắt thì đây là mạch cỏ Bếp Buda, giống như cái mạch cỏ của Sơn Thống Nhất. Lúc đầu clip mình có ghi hình lại vào ngày 2 tháng 4. Đấy, các bạn có thể so sánh hai mạch cỏ này. Thì các bạn có thể thấy rõ luôn là Sơn Quy Nhơn đang được chăm sóc rất là tốt, cỏ xanh và phát triển đều. Đấy, qua cái clip này các bạn có thể nhận ra là có thể so sánh luôn, đó là cái khâu quan trọng nhất vẫn là cái khâu chăm sóc đó các bạn, khâu chăm sóc cỏ rồi khâu chăm sóc xong. Thì các bạn có thể thấy là cận cảnh cái mạch cỏ sân Quy Nhơn nó rất là bằng đó. Các bạn có thể nhìn sân Quy Nhơn nó bằng, nó không bắp mô giống như cái giữa clip giống như Sơn Vũng Tàu. Đấy, clip này thì mình cũng không nói nhiều thêm, thì các bạn có thể là đánh giá mạch cỏ Ba Sơn qua cái phần comment ở dưới, để mà chúng ta có thể có những ý kiến công bằng nhất về mạch cỏ Ba Sơn hiện tại.